Hôm nay 18 tháng 1 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 với đa số phiếu tán thành, Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi. Luật Đất đai sửa đổi là dự án luật lớn có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước. Luật Đất đai sửa đổi được thông qua với một cái sự công phu, tâm huyết của ban soạn thảo, của các đại biểu Quốc hội, của các chuyên gia, các nhà khoa học. Luật lần này được thông qua sẽ là một cái công cụ pháp lý quan trọng, một cái hành lang, một cái cơ sở quan trọng để một là thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, thứ hai nữa là tạo cái tiền đề để phát triển kinh tế xã hội, tạo ra một cái cơ sở pháp lý để cái hoạt động đầu tư liên quan bất động sản, hoạt động kinh doanh liên quan bất động sản, cái hoạt động xây dựng rồi nhà ở sẽ được phát triển tốt hơn, là cái cơ sở quan trọng để có thể phát triển kinh tế xã hội trong năm tới. Lần này luật đất đai thì cơ bản có những cái quy định nó rất là phù hợp, nó có những cái quy định rất là chi tiết và nó cũng giải quyết được xung đột lợi ích giữa các bên. Đó, vì vậy cho nên nó là người ta kỳ vọng cái luật đất đai này thì nó sẽ thúc đẩy các cái hoạt động đầu tư được phát triển nhanh hơn. Bởi vì đầu tư thì dự án cái nào nó cũng liên quan đến đất đai hết. Nếu mà quy định đất đai nó rõ ràng, nó minh bạch thì người ta sẽ thực hiện nó nhanh, nó sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế sẽ tốt hơn. Ngay khi luật đất đai sửa đổi được thông qua, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chính phủ bố trí nguồn lực, chuẩn bị ngay các điều kiện bảo đảm, ban hành và triển khai kế hoạch cụ thể để nhanh chóng đưa luật đất đai sửa đổi vào cuộc sống.